Liên tục triệt phá các đường dây cá độ bóng đá mùa Euro, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt xóa chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động liên tỉnh với hàng chục đối tượng tham gia, trong đó Trần Minh Quang 46 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được xác định là đối tượng cầm đầu với sự tham gia của hàng chục đối tượng khác tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5 năm 2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hàng ngàn lượt người tham gia với tổng số tiền đánh bạc khoảng 100 tỷ đồng. Cũng trong ngày hôm nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt triệt phá đường dây cá độ trong thời gian diễn ra Euro 2024 và Copa America 2024, khởi tố chính đối tượng liên quan, với giá trị giao dịch hơn 16 tỷ đồng trong vòng một tháng cơ quan công an cũng đã thu giữ hơn 354 triệu đồng tiền mặt, chín điện thoại di động, hai máy tính sách tay và nhiều tang vật khác.